À, nào đây, nào đây, nào đây. Nào đây nha. Chấp luôn, mình có mod mình không sợ. Mình có mod mình không sợ. Mình có mod mình không sợ nha. Nói cho mà biết luôn á. Trong video này thì mình sẽ làm hầm của bạn Quang Tèo nha. Ê, tên giống mình thế nhở. Thì bạn ý có hai hầm, bạn ý có yêu cầu mình cosplay. Mình thấy có một điều nuối tiếc như thế này này. Ở đây là bạn ý có cái bệ pháo 12 cả 8 này này. Hầm thứ hai này thì mình không thấy tốt lắm nhá, tại vì nó có combo này. Nên là mình thấy không đánh giá cao. Mà hầm thứ nhất thì tốt hơn, nhưng mà hầm thứ nhất lại có combo này. Mình đánh giá không cao tại vì bắn đôi khi nó lệch ấy. Nên nếu mà bạn ý có con nào đó có thể lắp được cái đôi lắp được cái set bệ pháo ở hầm thứ hai sang hầm thứ một này thì ngon nhỉ. Thực sự là nó sẽ giúp hầm bạn khỏe hơn rất là nhiều đấy. Súng nhiễu bạn ý lên được đôi 12 rồi. Nếu mà thông thường ngày trước mà súng nhiễu chưa bán thì các bạn là nâng cấp bệ pháo đúng không? Nhưng mà có vẻ như là bạn ý đã mua bệ pháo từ trước. Bạn ý mua bệ pháo từ trước, xong rồi cái súng nhiễu nó bán nên là bạn ý nâng một phát lên 6 sao luôn. Có lẽ là như vậy á. Nên là bây giờ thành thử ra bạn ý kiểu bắn súng nhiễu thấy khỏe quá, nên là bệ pháo bạn ý lại không nâng ấy. Đây này, mình đoán là như vậy. Mà khá là tiếc tại vì bạn mới 6k lực chiến thôi thì bệ pháo bắn nó vẫn còn rất là khỏe luôn á. Không biết là bạn ý có nâng cấp hay là có con nào đó nhiều năng lượng lắp quả set bệ pháo vào thì bắn rất là ngon đấy. Ok, cảm ơn anh bạn Hàn Quốc. Chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ bị tên lửa trước nhé. Bây giờ mấy ai chưa bị tên lửa nữa nhỉ? Này chắc toàn chơi súng nhiễu hết rồi. Bị tên lửa mình nghĩ sau này sẽ không ai chơi nữa đâu. Nó bị thấp sủng luôn này các bạn ạ. Rồi né nó ra. Né nó ra. Ok. Tại mình bắn dưới chân nó. Ôi giời. Mình không nghĩ là nó ra sớm đến cỡ vậy. Các bạn thắc mắc tại sao trận này mình không lắp mod đúng không? Bạn thắc mắc tại sao trận này mình không lắp mod đúng không? Thì hôm qua cái video con dưới này. Ok. Ok. Nó vẫn còn để lại mấy viên để nó bắn mình ạ. Ok, đi xuyên tường à. Người đi xuyên tường à. Vẫn rút rút ở đây nó bắn mình á. Chơi rất là bẩn thỉu. Rồi, cứ đứng lại đây. Cứ đứng lại đây. Úi dồi. Hầm này không có kèo nào quá là ngon để mình chơi lại cái thanh niên gì cả. Hơi khó khăn đây. Thôi đứng đây giữa cột trung tâm chứ biết sao rồi. Đứng yên đấy. Rồi ok. Nên là có cái cột này nó mới khó chịu nhỉ. Rồi nó ép rồi. Rồi nó ép rồi. Nổ không? Ơ. Nó không đủ sát thương nó chơi mình à? Chắc vậy á. Nổ tiếp đi. Tiếp. Rồi. Con này nữa. Không được rồi. Rồi nha. Cái này chơi bắn tỉa này sợ nó lắm. Rồi nó bắn rồi. Được không? Ok. Từ từ ra đây cái đã nha. Đâu rồi, đâu rồi. Có con nào? Ra đây nha. Chơi đúng con này nha. Ok. Mình phải đổi cái tâm này nó trơn quá. Tâm này không phù hợp để chơi tia trọng lực nha. Chơi tia trọng lực tâm này không ổn đâu. Rồi nó ra nomad đúng không? Rồi xác định luôn, nãy bắt nạt ai? À, nãy cầm con sủ tím bắt nạt ai? Miên. Từ từ nha. Siêu pháo ra này, một chỉ này, một chỉ này. Một chỉ này. Nào, hai chỉ này, ba chỉ này. Cái tội. Dám cầm con sủ với đôi siêu pháo tím nó bắt nạt mình chứ nhỉ. Vớ va vớ vẩn. Quả báo đấy. Động vào nhân vật chính là bị quả báo đấy. Rồi tiếp tục ra bắn tỉa nha. Ra bắn tỉa các bạn ạ. Rồi cứ thế này thôi, bình tĩnh nha. Bình tĩnh. Ok. Đây, lại ra đây cam cái cột này nha. Không cho chiếm là được. Ui, hơi tiếc nhưng mà thôi không sao. Mình không ăn được thì cũng thôi vậy. Rồi Panther bắn tỉa nha. Mất lớp thiên rồi, nó mất giáp rồi. Nó mất giáp rồi các bạn ơi.
quên rồi. Đấy. Đòi chơi. Tím nè. Rồi con này thì chưa tím. Thì đấy, hôm qua các bạn bảo mình cái combo quên mất xảy ra kill shot chứ ra con này hơi phí rồi. Hôm qua mình làm combo Deathwalker với khẩu súng ngược ấy, thì cái con Deathwalker của mình nó mới có 5 sao này. Súng ngược cũng chưa tím cái gì hết này, thì chơi gặp toàn full tím đúng không? Thì có bạn ấy bảo là nếu mà quay video kiểu đó thì nó cũng không công bằng cho combo cho lắm, tại vì mình phải gặp full tím mà, trong khi đồ của mình thì cũng chưa đi, nói chung khá là lìu tiều. Thế bạn có bảo mình là tháo hết mod ra, đừng có lắp mod nữa để gặp đối thủ yếu hơn. Thế đây bạn xem mình gặp đối thủ có yếu hơn không? Mình thấy nó chẳng xi nhê cái gì cả. Bây giờ thực sự mà để nói là gặp đối thủ yếu hơn cho công bằng với combo nhá, thì chắc mình nghĩ là chơi theo kiểu hạ đi thì nó còn may ra chứ. Chứ không thì cũng hơi khó đấy bạn ạ. Áo mỗi mod thôi là chưa, không ăn thua, không xi nhê. Nó không nhằn nhò gì mấy đâu. Thật ra mình thấy nó cũng chẳng thấy gì. Giờ đây. À thanh niên này bắn tỉa đây này. Con này chơi phá băng thôi. À đâu, nó chơi súng keo. À nó chơi phá băng. Nó chơi phá băng. Từ từ mình ra mình dình mình úp cái thanh niên này cái xem nào. Thanh niên này nó chơi bắn tỉa đứng ở đây này, rúc ở đây này. Mình cứ ra đây chiếm cái cột của nó nhá. Con Phan Phơ nó đứng đây này. Đấy, cứ từ từ nha. Ôi con Asian rồi, này không được, chạy thôi. Chạy thôi các bạn ơi. Không có cơ sở. Đây này, bây giờ thì có cơ sở này. Bằng chiếu. Bọn này trên nhau này. Đợi bên quân mình cấu bọn này cả đã nhá. Cấu đi. Ok kìa. Cấu đi. Cấu đi kìa. Không con nào nó cấu được con này à? Đó, cho cháu à. Được. Ok, lướt lên đây. Lướt trên giàn mướp. Này thì Panther này. Rồi không được rồi. Không được rồi. Ui rồi. Tao bắn nó xa thế. Bút bẩn à. Lại cần có tầng bắn huyền thoại nữa chứ. Bọn này rất là vớ vẩn. Đau thế. Không ổn rồi. Thế nào không ổn rồi. Chơi nó đi chờ thôi. Rồi á. Không được rồi, mình không có tự tin nhá. Từng này HP mình sao tự tin. Ui ôi. Lắm HP quá. Ok. Ngáo ngơ trên cánh bơ này. À đâu, hóa ra con boss. Ê. Lại con boss tiếp. Ôi à. Ăn gì mà khôn thế hả mấy đứa ơi. Mấy đứa ăn gì mà khôn thế. Thôi xong rồi. Tầm này còn đánh đấm cái gì nữa. Bắn đi. Úi dồi. Chịu luôn nhá. Ôi. Rồi, chúng ta sang ván đấu khác nha. Đây, ván này thì full mod luôn cho nó an toàn các bạn ạ. Chả có cái tội gì cả. Bây giờ có không dùng tháo ra hay là lắp vào mình thấy nó cũng chẳng chênh nhau là bao. Mà tháo ra thì nó còn có cái xác suất nó đen đủi hơn nữa. Con này cầm cái gì đây? Minigun à? Không đủ sát thương. Thiếu một chút các bạn ạ. Làm quả nhiễu đấy. Thiếu một chút xíu sát thương. Thanh niên này đứng ở đây à? Tới công chuyện liền. Mày đông ấy. Mày đông thế. Đông dã man luôn. Đúng rồi, lượn đây. Uầy, mày đi ra đây rồi các bạn ạ. Chạy đây. Nó chạy ra đâu? Nó chạy ra đây rồi.
Thì đừng gái. Mình có mod á. Nên đây mình chơi, nó đâu à? Mình rút ở đâu à? Ừ nha. Thì nó rút ở cái này rồi đúng không? À nó rút ở đây rồi. Đói thấy chưa? Có mod vào nó khác ngay. Chứ không nãy giờ nó bắn mình thì to đầu rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ anh Nhiên này ra đây là xác định ngoài, nó bắn nó vỡ mồm mà. Nó bắn cho vỡ mồm ngay. Không thế nào được. Chữa thế nào được. Nó bắn thì nó mắt chóng mặt đau đầu sổ mũi liền. Quăng khiên đây làm trong con này nhá. Rồi nó ra Iron bắn tỉa nhá. Kệ nó thôi. Kệ nó nhá. Bắn thế nào được mới. Mình cứ từ từ nhá. Đấy rồi, bắn thế quái nào được. Rồi các em mình đi xuống đây. Rồi né con này ra. Ok. Bắn có chúng mình quá đâu mà. Đứng đây là ngon rồi. Đứng đây là hơi bị ngon rồi. Đấy, cứ thế này thôi. Cho thanh niên này đứng nhà bắn cây cú. Không làm gì được mình á. Đi ra đây thì mình bắn cho. Ờ, sợ chưa, cay chưa. Cay chưa. Cay chưa lêu lêu. Úi dồi ôi. Giờ đến lượt mình lên đây này. Đến lượt mình lên cho thanh niên biết thế nào là nước biển mặt nha. Rồi nó rút rút sau này đúng không? Nó còn không? Nó còn không? Nó còn không các bạn? Ở đâu rồi? À nó đây, nó đây, nó đây. Ở đây nha. Chấp luôn, mình có mod mình không sợ. Mình có mod mình không sợ. Mình có mod mình không sợ nha. Nói cho mà biết luôn á. Không sợ nha. Có mod không sợ. Dăm ba cái khẩu bắn tỉa gặp mod lớp của mình thì có mà tắt điện luôn. Không có cửa ho hề hóc hách đâu các bạn ơi. Gặp mod. Gặp mod. Ờ, con kêu sót kìa. Thanh niên này. Thanh niên này có con kêu sót. Ok. Mình vừa thấy con kêu sót nó chạy. Chạy chạy dưới hầm xong mà đang mải quá. Chưa kịp làm gì. À nó chơi chống cổ này. Chơi khôn đấy. Chơi khôn thế. Ôi giời ơi thanh niên. Hóa ra con linh sót à. Tính hạ lực chiến à bạn ơi. Rất tiếc là không thành công nha. Chơi như bạn. Ai chơi. Quên cái thói. Úi giời ơi cay lắm. Thanh niên cay lắm đấy. Cay cay cay. Tím nè. Cái này cũng gần tím rồi. Tím này. Tím này. Tím này. Các bạn thấy chưa? Này thì đối thủ yếu mới chả đối thủ yếu. Nó cũng không đáng là bao đâu các bạn ạ. Không đáng là bao đâu. Bây giờ một cách đơn giản. Cực kỳ là đơn giản để các bạn gặp đối thủ yếu nhá. Đơn giản vô cùng luôn. Các bạn thả hết ra. Các bạn vứt hết phi công đi cho mình. Đấy. Vứt hết. Các bạn có nhớ là mình có làm video là top vũ khí không cần cấy ghép không? Thì thực ra là có những cái khẩu trong cái video đó các bạn không cần chơi phi công cũng được. Các bạn hoàn toàn không cần chơi phi công luôn ấy. Thì nếu mà các bạn xác định đầu tư là không thèm chơi phi công luôn, không thèm đầu tư phi công, không thèm quan tâm sự kiện, cũng không thèm lấy ạ, thì các bạn chơi này đảm bảo là cái trò chơi của các bạn sẽ dễ dàng vô cùng. Nhưng mà cái giá phải trả ở đây là gì? Là các bạn cần phải chọn những cái loại vũ khí mà nó không cần phi công nó vẫn khỏe, thời gian nạp đạn nhanh thì mới được. Ví dụ như mình nói là combo này chẳng hạn, mà không có phi công chơi lên lực chiến cao là rất là chán. Thực sự rất là chán nha. Súng lửa nếu mà không có phi công cũng rất là chán. Nên là các bạn mà không có Nomad, những con cận chiến nhá, thì sẽ rất là chán nếu mà chơi lên cao ấy. Thực sự rất là chán luôn. Còn lại hai combo súng nhiễu cả tia trọng lực mình nói rồi, đánh giá rất là ngon cho dù là không có gì nhá. Nào chúng ta cùng thử xem những gì mình nói có đúng hay không nhá. Có gặp full tím hay không, người chơi hay là bot, có yếu hay mạnh như nào nhá. Lại Ultimate Prime này. Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Mình sẽ vẫn con này lôi ra chiếm cột. Đấy, mọi người có thể thấy đúng không?
Có vẻ như bọn này nó là mức 6 sao đấy. 6 sao hoặc 5 sao gì đó. Hình như là 6 sao đấy. Nhưng mà nói chung không gặp full tím là dễ thở rồi đúng không? Không gặp full tím là dễ thở rồi. Rồi mình sẽ ra đây chiếm để cho một con nào đó nó hạ mình để xem bọn này mấy sao nhá. Xem cái lý thuyết của mình có đúng hay không. Đó, ví dụ con này hạ. Đấy, bắn. Rồi. Bài là yếu cũng không hẳn là yếu. Đây, 6 sao nhá, không hề tím nhá. Vũ khí robot không hề tím nhá. Mình sẽ thử Nomad đi. Đi chạy tiếp nhá. Đi chạy tiếp với Nomad nhá. Anh bạn Ultimate Pride đâu rồi? Aha, anh ấy đây các bạn ơi. Anh đi lăng quăng. Bỗng thấy anh. Đấy, mất nhiều thời gian hơn á, nhưng mà chắc chắn là đối phương sẽ không khỏe như khi mình lắp full. Cá nhân bản thân nếu mà chơi thì cũng không quá là ghê gớm, nhưng mà đối phương gây cho các bạn cũng không quá ghê gớm. Rồi, một phát nữa để giảm sát thương. Một phát nữa, xem nào con này thế nào. Không tím nha. Đấy, mọi người thấy chưa? Tất nhiên là ở cái mức này thì nó không phải là giảm quá là nhiều, nhưng mà với một người chơi gặp full tím liên tục mà bây giờ không gặp full tím nữa thì nó sẽ có phần dễ thở hơn, chắc chắn rồi. Đó là cái điều chắc chắn rồi. Này, bây giờ phải làm sao để phế nó bây giờ này, phải đợi nó vào rồi phế nhá. Phải đợi nó vào gần rồi phế nhá. Sức mạnh của tia trọng lực. Đấy đấy. Rồi nó bắn rồi, bây giờ việc của mình thôi. Nhẹ nhàng thôi, một nổ này, hai nổ này, ba nổ này. Đơn giản đúng không? Đơn giản nhẹ nhàng tình cảm. Con này bao nhiêu? Một nổ, ôi dồi, hai nổ, ba nổ, bốn nổ. Mất nhiều thời gian hơn nhá. Chắc chắn rồi đúng không? Chắc chắn rồi. Viện sát thương của mình sẽ không được dồi dào như. Rồi xong cháu rồi, xong. Có con gì đó ở đây đúng không? Con gì? Mình vừa mới nhìn thấy nó ở đây mà. Rõ ràng. À, phế nó liền luôn nhá. Phế nó ngay vào luôn các bạn ạ. Ok. Con này tiết trọng lực này. Mình đợi nó lại phế nhá. Mấy cả nếu mà chơi mà không lắp phi công cũng phải chọn những con robot nào thời gian hồi chiêu đừng quá lâu. Các bạn nói thật mà lắp không lắp phi công mà lại còn dùng Red Dog thì thôi, xác định luôn. Thì làm ăn cái gì? Bạn ơi, bạn chơi cái gì đấy? Hình như full tím đúng không? Con này full tím rồi. Nó khôn quá các bạn ạ. Nó khôn quá, thì mình lại phải chạy thôi. Nó lên đây thì mình lại phế nó. Nếm nổ này. Đấy, mình biết cái màu á. Rồi. Nào thanh niên. Dồn ai? Nào. Dồn mình đi bạn ơi. Thôi xong rồi. Xong rồi. Cựa được không? Không cựa được rồi. Xem nào con này thế nào. Đấy, nó mức 6 sao thôi, không full tím. Rồi, button nha. Zit này. Không phi công nha. Không phi công, không cái ghép. Zit cận chiến luôn, ok. Rồi. Nói chung là gặp boss yếu thôi các bạn. Còn gặp người chơi thì vẫn tím. Nói chung cũng chả đâu vào đâu cả. Quy chung cho lại, muốn chơi dễ chỉ có mà hạ được chiến thôi, chấm hết. Video của mình hôm nay đến đây thôi. Nếu thấy hay và hữu ích thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.